Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch lên Sư Phụ. Hôm nay là ngày tròn năm Tân Sửu. Đệ tử chúng con gồm có các thầy Tỳ Kheo Thích Đức Tâm, Thích Đức Hùng, Thích Đức Minh, Sa Di, Thích Đức Thiện, con Tỳ Kheo Ni Đức Hòa, Thích So Đức Phúc, Thích So Đức Trang, cùng tất cả cư sĩ Phật tử hàng nhiều, xin đeo đầu đảnh lễ thành kính dâng lời lắc bạch. Nhiều sức khỏe, vô lượng an lạc,
mọi Phật sự đều được hanh thông, mọi sở nguyện đều được thành tựu như ý. Chúng con thành kính cung thỉnh chư Bồ từ bi hoan hỷ ban bố cho chúng con những lời sắc tấn đầu năm để giúp cho chúng đệ tử lấy đó làm hành trang trên bước đường tu tập, cũng như chúng đệ tử tại gia có hành trang trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói nhưng mà nói cho quý vị hiểu biết được việc làm cam
tốt nghiệp các khóa học, chúng ta nên trở về. Nếu như chúng ta không đi theo những khóa học khác thì chúng ta nên trở về để có người còn tuổi, để có người giúp đỡ, để có người lo công việc nhiều nhiều, để có người gánh vác một phần công việc để làm nhiều công việc lớn. Vì có quý thầy quý cô ở nhà nên sư phụ làm rất là nhiều công việc lớn để trong tương lai được quý thầy quý cô để nhận thấy được. Và hôm nay cũng rất nhiều năm mới có những cái nguyện vọng và những sự sắp xếp sư phụ sẽ nói để cho quý thầy quý cô hiểu. Sư phụ sẽ nếu người Phật tử nữ nào muốn phát tâm đi tu thì sư phụ sẽ nhận thêm hai mẹ nữa thôi, còn sau đó ai tự đi tự đi tu thì sư phụ cũng nhận, nhưng mà cho Đức Phật nhận lên từ Đức Phật thì còn cũng sẽ xứng đáng nhận lên từ, nhưng mà trong thời gian sư phụ sẽ nhận thêm hai mẹ. Đó là cái điều mà sư phụ chắc chắn là đúng đấy, vì dù của mình trong tương lai hiện giờ mình cũng nói, nhưng mà trong tương lai gần nó trở thành một tổng lâm, một nơi rất là vĩ đại, tỉnh nhà của nhiều nơi để cho nhiều người vui tới. Vì việc cắm trên chùa chúng ta vô cùng thiêng liêng, rất là linh thiêng, cho nên quý thầy quý cô luôn cố gắng tâm niệm tinh tấn, cố gắng vui vẻ hoan hỷ tu tập. Cái điều quan trọng là hoan hỷ vui vẻ tu tập, vì chúng ta được nhận thức, chúng ta tự phát tâm và chúng ta tự bản thân mình điều thầy quý cô hôm nay không phải như ngày xưa. Hôm nay giáo hội đã mở trường đại theo các khóa, ai đã đi từng đi học từng ở chung thì chắc chắn là sự thông thoáng về nhận thức gần gũi nó rất tốt. Chẳng hạn bên cứ như thực hiện trong thời gian ngắn đi vào học trung học về các cái hoàn toàn nhiều điều mới mẻ và có tinh thần tốt, có trách nhiệm tốt, kể cả luật sư tốt. Thì quý thầy quý cô cũng là người đã từng trải qua ít nhất cũng hai khóa học, một là trung cấp, hai là cử nhân. Tại hiện tại nhiều của phúc của đang là cử nhân, vậy cho nên là quý thầy quý cô cũng biết để làm gương mẫu cho người phụ nữ. Còn về tâm thì vui trẻ thì cố gắng dù không có xuyên vào đời tư, dù không xuyên vào chuyện học tập của quý thầy, nhưng mà hãy cố gắng lựa chọn những môn học nó thích hợp sau đại học, gọi là những môn học sau đại học. Thì quý thầy quý cô đại học xong cử nhân thì không có can thiệp nữa, nhưng mà mình muốn học cái điều gì thì cũng phải phù hợp với cái phục vụ cho sau này, chứ mình học những cái môn học và nó không liên quan thì để bỏ những cái năm nhiều năm những ngày đi học quản trị kinh doanh hoặc là hướng đến du lịch hay là nghe lại, phải là người học như vậy. Nhưng mà nếu như học ngôn luật thì luật ở trong đó nó có nhiều luật kinh tế, luật nhân sự, rồi nói chung là nó có rất là nhiều học ngôn luật. Thì mình
ở nhà tự nha, nghe pháp cho chúng đỡ con về. Còn ở nhà thì dù thấy là nó sẽ có nhiều cái tốt hơn, cái đó là nhận thức của con. Con cảm thấy được là con vận động được, con bơi nổi được, con lanh lọt hoặc là gì đó, thì cái đó là quyền của con. Nhưng mà dù thấy là con đang ở nhà để
răng cho mình sẽ mai sau rất tốt đẹp. Bây giờ chồng không phải gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.